Ở tuổi 52 và đã trải qua hai lần thụ tinh trong ống nghiệm IVF thất bại, chị Vi Thị Hòa ở thành phố Việt Trì vẫn kiên trì và tin vào khoa học, tin rằng các y bác sĩ sẽ giúp mình hiện thực hóa ước mơ được làm mẹ một lần nữa. Và niềm tin ấy đã trở thành sự thật khi vừa qua chị đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Bé trai nặng 3,2 kg chào đời bằng phương pháp sinh mổ trong niềm vui mừng, hạnh phúc của cả gia đình và các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Chị Hòa bắt đầu hành trình tìm con tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Bệnh viện Sản Nhi tỉnh từ năm 2021, khi đó chị đã 48 tuổi. Chị được chẩn đoán có tình trạng suy buồng trứng và nội tiết rất kém, tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF rất thấp. Nếu thành công thì quá trình mang thai có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ tai biến khó lường trước. Dù được các bác sĩ tư vấn, động viên, nhưng chị Hòa vẫn rất tha thiết, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để được làm mẹ. Trải qua hai lần IVF thất bại, may mắn là ở lần chuyển phôi thứ ba, chị đã đậu thai. Do đã lớn tuổi nên quá trình mang thai của chị không mấy thuận lợi. Những tháng đầu của thai kỳ, chị gặp phải tình trạng bong rau, dọa sẩy và được điều trị giữ thai ngay tại bệnh viện. Các bác sĩ cũng luôn theo sát và hỗ trợ tối đa để giúp chị Hòa có thai kỳ an toàn, khỏe mạnh. Gia đình tôi rất là vui mừng khi được đón chào một em bé trai rất là khỏe mạnh. Xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện đã rất là tận tình, chu đáo khi mà giúp đỡ gia đình tôi làm IVF đã thành công. Đó là một điều mà kỳ diệu đối với gia đình tôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn cả đội ngũ y bác sĩ đã rất nhiệt tình và đồng hành với vợ chồng tôi trong suốt quá trình tìm con. Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ được chính thức triển khai từ năm 2021. Sau 3 năm triển khai, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 450 em bé chào đời khỏe mạnh, tức là trung bình cứ 2 ngày lại có một em bé chào đời nhờ kỹ thuật này. Tỷ lệ thành công đạt 52,8%, tương đương các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trong nước và quốc tế. Đây là một con số đáng ghi nhận trong những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình mang tiếng cười trẻ thơ đến các gia đình hiếm muộn của các bác sĩ nơi đây. Đến thời điểm hiện tại, chị Hòa là trường hợp lớn tuổi nhất sinh con thành công nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF tại bệnh viện. Người mẹ này hiếm muộn cũng nhiều năm, dự trữ buồng trứng rất là thấp. Tuy nhiên thì sau khi có sự hỗ trợ, cố gắng của tập thể y bác sĩ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản thì người mẹ đã có thai và chúng tôi cũng theo dõi rất là sát suốt quá trình thai kỳ của người bệnh. Và đến hôm nay thì người mẹ hơn 50 tuổi đã đón được em bé chào đời khỏe mạnh trong cái niềm vui của tập thể y bác sĩ cũng như là toàn thể gia đình. Thời gian tới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên được đi đào tạo, lĩnh hội kiến thức mới, phương pháp mới trong điều trị vô sinh hiếm muộn, mang đến niềm hy vọng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận.